Chiều nay 4 giờ chiều bên vườn quốc gia Cát Tiên đến rước tụi con rồi. Tụi con phải tập ngủ trên bèo, tập ngủ trên nước. Đứa nào mà cứ nhảy tưng tưng là không có được. Muốn an toàn á thì phải xuống nước ngủ, hiểu chưa? Không có đi ra. Đi về thiên nhiên rồi rất là nguy hiểm, nhiều loài vật đối kháng với con. Tụi con phải biết cách thích nghi. Bèo chính là giường ngủ của tụi con, bóng đêm và nước là nơi an toàn nhất cho con. Con phải không được sợ bèo. Con nằm ra, con nằm ngủ coi, không có đòi ra. Vận động nhiều lên để tiến hóa, giống như Tion vậy đó. Tion đã ngủ trên biển suốt một tháng trời trong bóng tối, bơi từ đảo này qua đảo kia, một ngày bơi 24 km đường bờ biển. Đây các bạn coi đi, mấy bé rái cá này là phải như vậy, nó phải tập ngủ được ở trên những cái bèo này, nó ra ngoài tự nhiên nó mới sống sót được. Dạy rái cá bơi là phải như vậy, nằm lên đó. Tôi để tay cho nó nằm lên nè, nó đi lên những cái bèo nó nằm và bình tĩnh nằm trên những cái bèo, không có lên cắn Tion để đòi ra ngoài. Đây là dạy rái cá đúng cách, không có bám cắn đó. À, cắn đó, thấy chưa mọi người? Nhưng mà nó cắn như vậy thì tốt, cắn như vậy là tốt. Thú hoang dã là phải như vậy. Còn con muốn học bơi không? Con học bơi không? Mày sướng quá mà, mày đâu có cần vô rừng ở đâu mà mày học bơi làm cái gì? Còn mấy đứa nhỏ này là mai mốt nó phải trở về thiên nhiên. Đó, tập luyện để thích nghi với nước. Ghê chưa mọi người? 4 giờ chiều bên vườn quốc gia Cát Tiên tới rước tụi nó rồi. Trời, nó cắn một cái lên gân máu luôn. Cắn vô sợi gân máu là tím sợi gân liền. Đấy. Mà cái này là nó cắn nhẹ, bởi vì nó thương, nó quý, nó cắn là nó xin xỏ này kia thôi, chứ không phải nó hại mình đâu nha. Anteon Kubu của em mãi mãi. Ủa, nói tiếng gì vậy ta? Đấy, cho mọi người coi những cái cảnh này. Mọi người ủng hộ cái chương trình giải cứu động vật của Tion ở Việt Nam nhiều lên nhé. Hiện tại dưới Cà Mau đang rao bán rái cá rất là nhiều và hỏi Tion có mua hay không. Tion mới nói là ở dưới Cà Mau thì bán cho những người mà người ta sống gần ở cái khu vực rái cá phát triển đó, rồi cho người ta coi clip của Tion để người ta biết cách nuôi dưỡng nó đúng cách để nó không bị chết, để rồi nó có cơ hội trở về môi trường dưới nó của nó. Bán thì cũng bán rẻ thôi, bán 500.000 gì thôi là được rồi. Bán để kiếm tiền sống qua ngày mà không làm hại thiên nhiên động vật. Chứ bán mà hả đăng lên mạng rồi bán mấy triệu đồng rồi đem lên thành phố, rồi hả bị công an bắt, rồi làm hại rái cá, nó cũng không sống được môi trường của nó. Rồi lên Sài Gòn này thì chỉ có một nơi thôi duy nhất, đó là đưa nó về vườn quốc gia Cát Tiên. Mà về đó cũng không phải môi trường của nó nữa, trong đó là thú tùm lum hết. Rồi thú trong đó thì bị người ta săn bắt nữa, không có an toàn. Nên tôi hướng dẫn các bạn cách nuôi để biến nó thành một cái con vật sống trong môi trường sống của các bạn ấy. Các bạn còn thấy nó trong tự nhiên, yêu thương bảo vệ nó. Chứ nó về rừng rồi, cái cuộc đời của nó rất là
bấp bênh. Cơ hội mà tụi nó sống sót ở trong tự nhiên chỉ có 30% thôi, nên Tiêu phải dạy tụi nó khắc nghiệt như vậy đấy. Càng khắc nghiệt để càng có thể thích nghi tốt. Bây giờ hai con này còn chưa nhận ra được rằng nước chính là nhà của nó, môi trường an toàn nhất, và những cái bèo này chính là giường ngủ của nó, mà nó dặm nát, nó đập bể hết trơn rồi, nó cứ đòi ra ngoài không. Về vườn quốc gia Cát Tiên, vô trung tâm cứu hộ CRKS, vô trong đó tụi con mỗi đứa là có hai đứa được ở một chung một cái chuồng luôn. Một ngày người ta chỉ cho con ăn đúng mấy con cá thôi, mà cá sống á, chứ không phải là cá chết đâu, mà ăn cá sống là dễ bị đau bụng lắm á, nên tụi con cần phải tập luyện bơi lội để tiến hóa, để khỏe mạnh lên. Ăn cá sống cũng không sao, bơi lội nhiều người con nó nóng lên, khi con ăn đồ sống vô thì nó sẽ đốt nóng cái đồ đó lên, nên con phải vận động nhiều con mới ăn đồ sống được, chứ không thôi con bị bệnh chết, mày hiểu không? Và những cái con rái cá con này ở ngoài tự nhiên á, nói cho các bạn biết luôn, mẹ nó đang trong giai đoạn tập cho nó ăn cá và phải xé cá ra để cho tụi nó ăn. Và khi mà mẹ nó nhai á, thì trong nước miếng mẹ nó có chất đề kháng, nên nó ăn vô á, mấy con cá sống đó, nó chả sao hết đó. Còn mình á, đem về mình cho nó ăn cá sống là nó chết. Nên ở đây là Tiêu đang cho nó ăn cá chín, cá luộc nó chín, chứ không có cho nó ăn sống. Ăn sống là bị tiêu chảy liền. Bơi như vậy á, nãy giờ là cho tụi nó bơi nửa tiếng đồng hồ rồi, ăn xong rồi bơi. Mọi người coi đi, con này đè đầu con kia xuống. Những cảnh quay này mọi người có thể lấy đao về ở trên YouTube hay là trên Facebook gì cũng được. Clip Tion Xe là không có gắn bản quyền, nguyên hai cái kênh Tion luôn. Kênh Tion chính là làm cho thế giới họ coi, nên Tion có nói tiếng Anh, còn kênh tiếng Việt á thì các bạn có thể dùng hết video trên đó, chỉnh sửa cắt ghép gì đó tùy, làm kêu gọi bảo vệ động vật, kiếm tiền YouTube được luôn. Mong mọi người ủng hộ Tion, đừng tiếp tay cho những YouTuber mà lên trên mạng rồi đi vô trong rừng giết hại động vật, ăn thịt động vật rồi xong câu view kiếm tiền nữa, này kia ác quá. Thật ra nha, ủng hộ những cái video clip mà vô rừng làm sinh tồn rồi sống với thiên nhiên, bắt cá, bắt cua, bắt còng gì đó ăn đó, rồi vô trong đó là thấy rái cá là cũng bắt ăn thịt luôn mà không có quay clip á, mấy bạn hiểu không? Nên đừng có ủng hộ những video đó. Nhiều YouTuber muốn cho mình nổi tiếng là thích ăn thịt thú hoang dã, bị phạt không có nhiều tiền hết. Có người ăn chim quý rồi đó, rồi cũng có người ăn luôn con kỳ tôm. Thật ra họ đã biết chơi YouTube kiếm tiền là không cái gì mà họ không biết cả, chứ không phải là ở dưới quê là không có biết thú hoang dã, lên mạng search Google cái là ra thôi. Nhưng mà muốn ăn những cái con độc lạ để cho mình nổi tiếng là nên phải làm clip như thế. Các bạn phải hiểu rõ như vậy, đừng tiếp tay cho những người làm hại động vật, đăng lên trên mạng ăn như vậy rất là ác. Ăn thì ăn ở nhà ăn thôi, còn quay clip lên cho người ta coi mình ăn ác như thế nào nữa. Rồi bây giờ chuẩn bị tôi cho nó ra ngoài. Bơi nãy giờ là nửa tiếng đồng hồ rồi chứ không ít. Bây giờ tập thích nghi trong bóng tối một chút nữa, để cho không có sợ hãi bóng đêm. Rất quan trọng luôn đối với rái cá ngoài tự nhiên. Bóng đêm là con gì cũng sợ hãi, ngay cả mình cũng vậy. Tuy Un cũng phải tập thích nghi ngoài bóng đêm, tôi mới có thể bơi ngoài biển, chơi với các loài cá dữ, cá mập, cá voi, sống ở trên biển, chơi với lân tinh trong bóng tối. Mấy con rái cá này nó mà thích rồi là nó sẽ mê luôn cái bóng tối ở ngoài biển, ngoài sông, rất là đẹp. Có rất nhiều lân tinh ánh sáng ở trong nước, bóng đêm.